Ok, hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel của Ricky Gaming nha. Và ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng Litter để đi SP nha anh em. Hôm nay tôi sẽ áp dụng những cái bụi cỏ thần thánh để nấp bụi để đi SP xem nó hiệu quả như thế nào nha. Anh em nào lần đầu ghé kênh YouTube của tôi ủng hộ tôi được đăng ký kênh nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Những cái bụi bây giờ nó cách xa khách khá xa nhau, cho nên cái việc mà Litter mà đi vô cái bụi cỏ đường mid á, đi găng á, nếu mà có tên lính ở đó rất là dễ bị phát hiện. Cho nên bây giờ tôi thấy cái việc găng ở đường mid nó khá là khó. Mid bây giờ đi khá là an toàn nha anh em. Bởi vì có, nói chung là đi ra đường mid á, găng nó dễ lộ tầm nhìn lắm, cho nên tôi sẽ quyết định tôi không có găng mid quá nhiều. Tôi sẽ có cái chiến thuật là tôi sẽ vô cướp bùa. Cướp bùa đè. Cướp bùa. Rồi đấy. Kéo con bùa vô trong bụi, kéo con bùa vô trong bụi, vô đây cưng, vô đây với anh. Vô đây chúng mình tâm sự xíu nè. Đây, con Terry ở đây. Đây, hất tung hai lần, bắn đi ở đây ơi, bắn đi ở đây ơi. Đúng rồi. Đủ theo nó bắn đi, để đây con bùa để tao ăn cho. Rồi hay quá, lui. Lui luôn đi. Ăn xong tên lính này lui liền, lui liền. Lui liền. Lui. Ôi, cái thằng AD này nó không chịu lui anh em ơi. Pha đó là rõ ràng là nó đã chạy được rồi nhưng mà nó vẫn đứng lại, nó bắn đi làm cái gì không biết, không hiểu luôn. Cái tay họ nó chết, cái nó đổ thừa SP không bảo kê nó. Rõ ràng là cái pha đó nó chạy được rồi, nó tự lên nó cúng mạng cho thằng kia. Thấy anh em thấy rõ ràng không? Bởi vậy nhiều khi đi SP cũng khổ lắm anh em ơi. Thằng AD nó không hiểu mình, nó không chịu lui. Trời ơi, mình chưa có level 4 khó đánh nha anh em ơi. Chưa có level 4 khó đánh lắm, chưa có giải, chưa có gì hết. Không có được rồi. Team địch nó chiếm bụi ở trên hết rồi, không được. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đây lên được, lên lên rồi. Bây giờ trời ơi, mù con mắt, mù con mắt. Trời ơi anh em nào chọc mù con mắt tôi đi. Chưa một tóc biến hụt thôi chứ. Không được rồi, yếu máu rồi. Yếu máu phải về thôi anh em ơi. Đây, tìm nó lên nữa, thôi phải lui. Pha này tôi ở lại là chắc chắn là tôi chết, tôi cũng thể nào bỏ mạng vô lý được. Về. Thôi tìm bạn xanh quá. Một pha lao lên cảm tử đến từ vị trí của Ben. Ben có double kill cho mình. Nhưng mà tôi vẫn chưa lên được level 4, rất là khó đánh em ơi. Richter mạnh khi nào mà có level 4 thôi nha. Ô, Ben đã lui về thành công, quá là hay luôn. Ok. Từ từ để tí nữa có level 4, có thêm trang bị thì tôi mới quẩy được nha anh em. Richter thì cái chiêu cuối rất là quan trọng luôn, nó sẽ làm câm lặng tướng địch ở trong phạm vi và nó sẽ đốt sát thương chuẩn nữa. Những con tướng mẫu giấy mà rơi vô tầm ngắm của Richter thì chỉ có chết. Richter thì mở giao tranh cũng khá là tốt với cái chiêu 2 của mình. Mình sẽ bắt ở già, không được, có con ma cây ở đây. Dáng này là con Richter dưới kèo ma cây nha, ma cây rất là trâu. Cho nên cái việc mà đi check map phải cẩn thận. Richter không phải là một chất tướng bảo kê ở MD quá nhiều. Chất tướng là chủ yếu là đi lấy tầm nhìn, vô băng xả mở giao tranh, bắt vào chủ lực kẻ địch là chủ yếu. Chứ Richter không phải là ở MD bảo kê ở đây đâu. Cho nên ván này AD là phải tự lo. Và Hayate thì có cái khả năng tự lo rất là cao, cho nên mình cũng yên tâm. Ở mà ở MD riết không có tương lai thì mình phải bắt buộc phải di chuyển thôi. Đây ở đây có đánh nhau nè. Krixi ở đây nè, Krixi còn yếu máu nè. Mình vô mình chơi thằng này luôn. Murat đây, Murat cũng còn nửa cây. Murat rất là lạ lướt nha anh em ơi. Né gạo bánh chảm của nó. Bây giờ mày. Rồi nó giật bóng rồi. Bật chiêu 2 lên. Đấy. Bật chiêu 2 né được cái ảo bánh chảm của con Murat. Nhưng mà bị con ma cây nó quật chết rồi anh em ơi. Dạo này cái bộc phá nó khá là hot nha. Những con mà SP như là Toro, ma cây, Tara này nọ đó. Nó nhảy vô nó bộc phá là có mạng liền. Đấy, nó lại có mạng của Malok nữa. Dáng này là bên team tôi đã thấy có ma cây cho nên nó bích Malok đi top. Để về led thì có thể khắc chết ma cây. Bữa giờ tôi cũng có tuyển vài anh em vô leo răng, thấy cũng ok, anh em đánh kỹ năng rất là cao. Nhưng mà nhược điểm một cái là chưa có hiểu ý nhau lắm. Cho nên là anh em cứ vô tham gia leo răng với tôi đi, để có gì phụ tôi quay clip. Chứ thật sự là tôi đi đơn, tôi đè đường cũng khá nhiều. Nhìn qua cái lèn rộng nó nát bét luôn. Cái thua ngược, đây đây đây. Krixi hất tung hai lần. Ây da, bật chiêu cuối không thọ, sống thọ rồi anh em ơi, tóc biến liền, không có đủ đam. Victor kỳ này là tôi lên tăng nha anh em, cho nên tôi không có đủ đam giết Krixi. Chứ mà thiệt chứ gặp tôi mà lên đam gián đó là Krixi nó lên bàn đếm số với tôi liền. Victor đi SP thì sẽ đem theo cái phù hiệu du hiệp nha anh em, để có gì mà đánh vô tướng địch sẽ làm chậm và thiêu đốt máu của nó. Chứ còn mà đi top tôi sẽ thường lên đam, lên theo cái phù hiệu ma chú sẽ sóc đam nó tốt hơn. Victor chủ yếu là đi SP để lấy tầm nhìn thôi, cứ núp ngay cái bụi đây. Cái bụi này sinh ra để dành cho Richter nè. Một lần nữa bắt Krixi, lần thứ hai Krixi, cái này hết chiêu cuối là chắc chắn là nằm xuống rồi. Có chiêu cuối nữa, Terry đuổi theo để ăn tôi á. Đây 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 đây.
lấy nội tại kiếm đỏ bay ra hất tung mày, bay ra rất hất tung thằng Terry, mày có mạng luôn, giết ba đứa quá đã anh em ơi. Đây thằng này nữa, thằng này nữa, cứ giấu sai thôi, giấu sai lấy cái kiếm đỏ bay ra hất tung quá đã lắm. Được không, được mày ây da, không được, còn chiêu hai không sao đấy. Anh em thấy cái hiệu quả của cái chiêu hai chưa? Chiêu hai mà băng chủ rất là ok luôn, cứ canh đạn vô bật chiêu hai hợp lý là sẽ không có ăn đam, mặc dù tôi còn có xíu máu, rất là an toàn, biến về được rồi anh em ơi. Anh em nào lần đầu ghé kênh YouTube của tôi nhớ mộ tôi được đăng ký kênh nha, với lại có coi video thì nhớ thả like giùm tôi một cái để clip của tôi được đề xuất. Rồi món đồ tiếp theo tôi lên bây giờ sẽ là cây đao chi hồn, để giảm khả năng hồi máu của quỷ cho đẻ ma cây. Ritter thì tôi lên ISB, tôi không có cần lên xuyên giáp gì đâu, cứ lên cái đao chi hồn rồi lên giáp vô cho nó trâu bò xíu. Đây ở đây tôi bắt Murad nè, Murad nó lướt đi rồi, tôi sẽ nhảy vô đây tôi bắt Murad nha. Đợi nó còn chiêu hai, cứ canh nó sử dụng chiêu hai xong rồi mình nhảy vô, mình đừng có nhảy vô vội. Đây rồi, mày hết chiêu hai là mày chết rồi. Con diêu đây bật chiêu hai lên đấy, miễn nhiễm mọi sát thương. Con diêu thì bây giờ gặp Ritter thì bật chiêu hai lên là nó đâu làm gì được. Ritter là chỉ sợ mấy con có nhiều khả năng khống chế như là Vera hôn gió nè, Alistair chói cổ nè, chứ gặp mấy con gây sát thương như là con diêu của Murad thì cứ bật chiêu hai lên là an toàn nha anh em. Rồi thầm cái trụ ép vậy thôi, muốn gì nữa, SB quá là ok rồi. Đi SB Ritter thì AD thì chịu khó ráng ôm một xíu hoặc là cố gắng farm giữ vị trí đi, chứ Ritter không thể nào mà đi theo con. Trời coi coi đồ thằng Malok kìa, Malok nó lên hai cây nanh trước anh em ơi, nó lên cái nanh trước, nó không lên giày luôn, thiệt này lên đồ cục xúc phải. Malok thì tôi khuyên anh em là tốt nhất là lên, cứ lên món đồ thủ chứ đi, lên cái nanh ở lót thứ ba cũng được, chứ đừng lên quá, lên cái nành đầu tiên rồi nó yếu lắm, nó mỏng lắm. Malok dù sao cũng cần tí chống chịu mà anh em, chứ đừng lên full dam, win full dam hoàn toàn cho con Malok mỏng lét à. Bà vô ulti chưa gì là bốc hơi rồi, bên nó ăn được con tà thần rồi, cứ giữ dấu sai ở đây thôi. Đây có cây kiếm, cái đao chi hồn rồi, mày thôi không được, hất tung hụt rồi. Nó đã bật chiêu hai nhanh quá, mày quỷ mà cây chọc đít tôi nè mày, lấy cây nó thông đít tôi. Từ từ thiếu người mà đánh gì mấy cha ơi, chơi Ritter mà SB ấy, mà gặp mấy con mà châu bòi thế này anh em đừng sợ nó, anh em đừng có giao tranh với nó làm gì. Cái mục tiêu của Ritter là mình phải núp lùm, mình phải đánh thẳng vô chủ lực bên nó luôn. Đây mày châu cỡ nào mày cũng chết thôi con ơi, mày châu cỡ nào đấy, gặp mấy con châu bòi mình cứ bỏ qua nó, mình canh, tại vì Ritter nó cơ động mà, nó có lướt mà anh em bật dưới cuối lên, anh em nhảy thẳng vô thằng AD luôn. Nó có chiêu hai nữa rất là dễ, không có gì phải sợ hết đó. Chơi Ritter là mình phải hậu báo cáo trộm lên chút xíu. Bây giờ Ritter là lên theo cái thiên hướng là lên đồ tăng mà anh em, hoặc là lên semi vừa tăng vừa công, cho nên rất là khỏe, không có phải mà máu mỏng như mà lên lúc mà lên full dam đâu. Ritter với Malok thì bắt thằng quỷ Murad này nó hơi khó, nó lạ lướt, nó ảo diệu lắm, hai con đều lù đù hết rồi. Để lên cho Lily xử lý là ok. Đây tiếp tục đẩy đến lên thôi anh em ơi. AD của mình là Hayate thì mình cũng đỡ phải lo, Hayate thì nó cơ động nó tự lo được, thì mình có thể mình tự do mình di chuyển. Chơi Ritter là anh em là phải đi chơi theo cái hướng là di chuyển khắp bản đồ, đi quậy đục nước rồi nó, đừng có ôm AD. Ôm AD không phải là cách chơi của Ritter. Đây nè thằng này nè, mày thoát làm cái nữa thôi, không được rồi, nó chạy được rồi. Con quỷ Terry này nó thả diều đau cực kỳ luôn anh em ơi. Terry có thể là đầu game nó yếu, nhưng mà về led nó có đồ cái là nó thả gì rồi đau lắm. Trong combat tổng nha, mấy cái con tướng mà đứng mà chùm lại Terry nó bắn một cái chiêu hai thôi, nó bay tới bay lui thiệt chứ là thấm luôn á. Sát thương nó không có bị giảm, nó chia đều luôn, rất là khỏe. Đây này là có đánh nhau, đây có đánh nhau, đây hồi anti rồi nha. Đây chuẩn bị bay ra nè, nhảy vô chủ lực nè. Đây mày hất tung được thằng Murad cho Hayate sấy anti vô, quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi chết hết rồi, rồi xong quét sạch luôn. Đấy chỉ cần một pha combat tổng mà hiệu quả thôi là giành chiến thắng ngay lập tức. Ritter mình núp bụi á, mình hất tung, mình cứ canh mấy thằng chủ lực, mấy thằng máu mỏng mỏng á đó, mình bay vô mình hất tung nó, bật anti lên là nó điêu đứng liền.
Rồi vô luôn, lấy đường siêu gấp, vô win luôn nè anh em ơi. Tìm bạn còn lâu lắm mới ra được. Rồi video này là hết rồi, cảm ơn em đã theo dõi nha. Hẹn anh em clip cửa sau. Bye bye, hẹn gặp lại.